Dạ, con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cái cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những nơi những ma, những quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con tiếp tục cùng cả nhà mình sẽ quay trở lại căn nhà kho này để mình lập cái bàn nghi thức ra để mình cúng thử xem coi có vong linh nào đã về đây trú ngụ hay chưa, để mình gọi là mình giúp đỡ họ, mình khuyên giải, rồi mình sẽ đưa họ đi về chùa, về núi để cho họ tu hiền tu lành để sớm được đi đầu thai chuyển kiếp luân hồi để làm kiếp người mới cả nhà. Thì chắc cả nhà mình cũng đã theo dõi cái kênh của con thì chắc không biết là cũng trước đây cũng khoảng 10 ngày cả nhà. Thì trong cái nhà kho này thì con cũng đã thu phục Ma Vương và cuối cùng cũng đã đưa Ma Vương về chùa núi để tu hành tạo. Thì do là từng nay thì con cũng có đi về núi để mà cúng ít cúng chị nha, cho nên là cũng vừa mới về được một hai hôm. Ngày hôm nay thì sẵn trời cũng mưa nha, cho nên là ở ngoài đồng thì con không đi được, cho nên quyết định đến đây để mà giúp đỡ những vong linh ở trong căn nhà kho này để cho họ được đi về chùa núi nha cả nhà. Rồi thì chắc có lẽ cũng không làm mất nhiều thời gian cả nhà nữa, thì bây giờ con sẽ cúng kiến cho những vong linh đang ở đây nha cả nhà. Vì về cái vấn đề mà cái nhà mình cũng thắc mắc đó là về vấn đề của thầy pháp ở đây cả nhà, thì con đã nói với cả nhà mình rất nhiều lần rồi. Thì hôm bữa thì con cũng có hỏi bên chỗ tranh chủ nhà này á, thì trước khi mà con đến đây giúp vong á thì anh cũng đã nhờ thầy pháp đến đây để mà giờ gọi là giữ nhà giùm đó nha, như là làm cho theo con ma quỷ đừng có vào á, nó chứ không phải là sao. Nghĩa là trước đến đây còn có cũng có một số cô chú cũng nói là ủa tại sao mà đã nhờ con đến đây giúp đỡ rồi lại kêu thầy pháp đến, là cái đó con đính chính lại là sai nha cả nhà. Là trước khi con đến đây thì thầy pháp đã đến đây đã trấn giữ cái nhà này, nhưng mà thì cái nhà cũng biết rồi. Thì em bữa cũng có gặp một binh gia của thầy pháp nói là do là không có cúng kiến cho nên là đói đã đi tìm đồ ăn, chính vì vấn đề đó thì vong đã vào nhà, chứ không phải là sau khi con đến đây thì không tin tưởng con rồi nhà thầy pháp đến không khó nha cả nhà. Cho nên là bữa con bị như thế thì anh cũng nói, cũng có nói là do là anh không có nói rõ với con, anh chỉ nói là kêu nhờ giúp vong thôi chứ không có nói là đã nhờ thầy pháp đến, cho nên cũng nhiều cái chuyện xảy ra cả nhà. Thì nói chung anh cũng có ý tốt, nhưng mà tại nhiều khi anh là người bình thường, anh không có hiểu về chuyện mà Phật pháp, không có chuyện hiểu về cái chuyện đấy, thì anh cứ nghĩ là thầy pháp đến như vậy là xong rồi nha, thật sự phải vậy. Đã những ông thầy đến đây thì đương nhiên buộc lòng phải có đem binh gia của mình theo rồi, cho nên nhiều cái nó cũng bất cập đó. Để con ngay trên tàu cúng đây mưa. Bữa leo núi té núi luôn cả nhà. Bữa trời mưa quá rồi tranh thủ xuống cả nhà. Tranh thủ xuống cái sơ sẩy cái bị trật chân.
té, mà nói chung là con thì không sao. Cái điện thoại nó bị hư. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đức Đa Thiên Trạch Thần Hoàng Bên Cạnh Thọ Thần Người Cục Thọ này. Thì ngày hôm nay đến đây cùng với các nguyện là muốn được trợ duyên giúp đỡ chư không linh đang lang thang đói khát trên cầu thọ của bậc này các ông. Thì có mong rằng các ông các ngài có thể cảm ơn chứng minh đồng thành của con cho bổn linh đang đứng ngủ đây được ra hưởng hồi lễ mà con mong thấy. Để cho họ được ấm lòng nơi già đỡ lành và có xin phép đưa họ về chùa núi cho họ thực hiện lành để sớm được thay những kiện họ làm cái mới. Rồi chúng ta lại bằng thức nghe nè.
Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Dạ em chào chị nha. Tôi chào anh. Chị bình tĩnh nha. Anh là ai vậy? Tôi là cái người mà đã lập cái bàn cúng này ra để mà cúng cho chị dùng á. Vậy là cái này của anh đó hả? Dạ đúng rồi. Tại tôi không biết. Với phần á, tôi đói quá rồi tôi thấy để ở đây nè, rồi tôi vô tôi ăn, nhưng mà nãy giờ tôi cũng sợ dữ lắm. Dạ không, chị cứ dùng tự nhiên đi, tại bây giờ cái bàn cúng này là em lập ra em cúng để mà cho các linh đang trong căn nhà kho này để được ra hưởng thôi, chứ không có ý gì xấu. Vậy đó hả? Dạ vậy mà nãy giờ tôi dùng rồi tôi cảm thấy sợ quá trời luôn à. Tôi tưởng đâu á là những ông thầy pháp á bày ra để dụ bắt tôi hay gì á, tôi ăn nhưng mà tôi sợ dữ lắm. Dạ thôi ạ, không có đâu, chị yên tâm ha. Em thì đến đây chỉ yếu là em chỉ muốn giúp đỡ cho chị và tất cả các vong linh ở cõi Ta Bà này để được đi về chùa núi tu hành học đạo thôi, chứ em không phải thầy pháp đến này bắt vong này kia đâu. Chị yên tâm thì được đó. Vậy đó hả? Yeah. Vậy là anh đến đây anh giúp đỡ tôi chứ không phải anh bắt tôi, đúng không? Thì đúng rồi. Cho nên chị cứ bình tĩnh ha, thì mở rộng tâm lòng của mình để tin tưởng em hơn nha. Rồi, tôi biết rồi. Yeah. Có gì nhờ anh giúp đỡ giùm tôi. Yeah. Rồi chị đến đây đã ngủ lâu chưa? Tôi đến đây được có vài hôm mà tại vì ở bên ngoài trời mưa gió sấm chớp quá. Dạ. Rồi tôi sợ, rồi tôi thấy căn nhà này nè hoang vắng đó, nó thích hợp, rồi tôi mới ghé vô đây tôi trú ngụ nè. Dạ
Rồi nếu vậy thì chị đã dùng những phần lễ của em rồi, thì chị có thể cho em biết được cái tên với cái tuổi lúc chị mất được không? Tôi tên Lệ, tôi mất lúc đó, nó 36 tuổi. Rồi chị đã lang thang có thằng bà bao lâu rồi? 12 năm rồi. Ồ, 12 năm luôn à? Đúng vậy. Rồi ngày xưa quê chị sống ở đâu? Ngày xưa quê tôi á, nó sống ở tỉnh Bạc Liêu á anh. Bạc Liêu hả? Đúng vậy. Ừ. 32 tuổi hả? Rồi lúc đó chị có đã có chồng con gì chưa? Lúc đó tôi có chồng rồi nhưng mà chưa có con anh ơi. Nói chung hoàn cảnh với cuộc sống cũng khó khăn, rồi vợ chồng tôi còn thiếu thốn đó, định ráng cố gắng làm một thời gian mới sinh con, nhưng mà không may rồi vợ chồng lục đục xảy ra nhiều chuyện quá rồi tôi bị mất luôn. Vậy chị có thể cho em biết là cái nguyên nhân gì mà chị phải lang thang coi ta bà này, mà chị mất chị không được chồng chị thắp hương gì hưởng? Chị có thể mở rộng tấm lòng của mình để kể cho em nghe được không? Thì hồi lúc trước cuộc sống tôi cũng rất là khó khăn, gia đình ba mẹ tôi cũng vậy nữa, thì tôi đi làm rồi tôi cũng có quen một người con trai đó, nó thì quen được một thời gian xong rồi thì ảnh cũng tỏ tình với tôi, là ảnh nói ảnh thương tôi á. Rồi á, tôi thấy vậy tôi cũng lớn tuổi rồi, và tôi cũng chấp nhận và đồng ý. Thì á, tôi với ảnh bàn bạc xong xuôi á, thì ảnh về á, ảnh cho gia đình của ảnh qua thư với ba mẹ tôi á, để đi cưới tôi á. Thì cưới về xong á, được một thời gian á, thì tôi với ảnh á, cất nhà ra riêng á, để vợ chồng tự lập cuộc sống á. Thì lúc đầu về á, ảnh cũng thương yêu tôi dữ lắm, ảnh ráng á, đi làm lo lắng, ảnh lo cho tôi từng ly từng tí hết trơn á. Tôi cảm thấy á, cuộc sống hạnh phúc lắm thì tôi cũng vui lắm. Nhưng mà anh cũng biết rồi á, thì được một thời gian khoảng 3-4 năm mà bắt đầu á, ảnh đi làm bên ngoài, rồi bạn bè này kia níu kéo đó anh. Rồi ảnh sa ngã vào ảnh mê cờ bạc, rồi cá độ đá banh nữa. Thì lúc ảnh về ảnh cá độ đá banh, ảnh ăn tiền, ảnh về ảnh cũng có nói với tôi nữa. Nhưng tôi mới khuyên ảnh, tôi nói thôi đi, dừng lại đi, tại vì nhà mình nghèo quá, không có đủ tiền đâu, lỡ anh cá độ mà nhiều tiền quá rồi không có đủ tiền chung cho người ta thì nguy hiểm lắm, rồi bọn họ sẽ kêu giang hồ đánh đập anh đó. Thì tôi cũng có phiền căng ảnh, rồi ảnh nói chuyện ảnh làm ảnh biết. Rồi ảnh mới nói để đi, từ từ ảnh sẽ bỏ. Nhưng mà không có bỏ đâu anh ơi. Thì ngày qua ngày ảnh cứ đi làm bao nhiêu tiền bạc rồi cứ dồn dập vô là cá độ đá banh không mà. Rồi về lúc nào cũng say xỉn nữa. Em có phiền cần cách mấy thì ảnh cũng chửi rủa em. Rồi em thấy vậy em cũng nhịn luôn. Thực sự em cũng không muốn vợ chồng phải đổ vỡ. Thì cũng được một thời gian dài em cũng chịu đựng hết nổi rồi. Rồi hôm bữa đó ảnh cá độ với người ta, rồi thiếu tiền, rồi không có tiền để chung cho người ta. Rồi mấy người đó cứ tìm đến nhà để đòi tiền, rồi chỉ chỗ em dằn mặt, nói chồng mày đâu, chồng mày cá độ và thiếu tiền của tao mà không chung á, rồi nó trốn đi đâu rồi. Thì em cũng có nói với mấy người đó là em không có biết chuyện chồng em làm á, thì chồng em biết em không có quan tâm. Rồi họ cũng hăm dọa, họ nói á, nếu mà chồng em không trả đủ cái số tiền đó thì hết cuộc sống á, không yên đâu, nó sẽ cho người tới quậy phá gia đình của em á. Thì em nghe như vậy
em buồn bã lắm. Thì vừa xong á thì ảnh ở đâu ảnh quay trở về cũng có nhậu rượu rồi, đi một bước tới ba bước lui thì về á, em với ảnh cũng có dằn co qua lại. Em nói ảnh á, sao lúc đầu á nói không có chơi nữa, nhưng mà bây giờ để nợ nần, người ta đến nhà người ta đòi, người ta hăm dọa nó, anh thấy không, làm vậy đúng hay không. Thì em với ảnh cũng có cự cãi lời qua tiếng lời á, rồi ổng cũng có chửi rủa em. Em tức quá rồi em mới cũng có chửi lời ảnh, rồi em mới xô ảnh té đó. Rồi lúc em xô ảnh té, ảnh tức tối quá, ảnh nói em bữa nay mày ăn gan hùm cái gì, mày dám đánh lại tao nữa, mẹ mày hôm nay tao quýnh cho mày chừa cái tội á, hỗn xược với tao nè. Thì vừa nói xong như vậy, em với ảnh dằn co qua lợi đó. Thì không may á, ảnh cầm cái cây á, ảnh lên ảnh đánh em. Em hả, đỡ em gian xin ảnh tha thứ cho em đi, nhưng mà vô cũng có rượu chè quá. Rồi em mới nói á, cái này là tại anh chơi mời, anh thiếu người ta, anh sai. Em nói không đúng phải gì. Thì em càng nói thì ảnh càng tức tối á, rồi ảnh cứ đánh tới tấp vào đầu của em cho đến khi em mất luôn á. Bởi vậy từ lúc mất tới giờ á, em lang thang lạnh lẽo đối khác ở cõi tàu bà này nè. Em nghĩ chắc ảnh cũng không có hương khói gì cho em luôn, bởi vì em lạnh lẽo lắm. Rồi em cũng không có ở trong nhà được nữa, cứ lang thang ở ngoài đường cho đến tận ngày hôm nay nè anh. Thì chắc có lẽ câu chuyện của chị kể em nghe thì do một phần là chị cũng bị oan á, chị có oan chết ít. Dạ. Cho nên là chị mới lang thang của thằng bà này đó. Thì thôi thì em nói chị thế này đi, ngày hôm nay thì chị ý chang là mình đã có một cái duyên, bề trên đã sắp đặt để chị được gặp em ở trong căn nhà kho này. Thứ nhất á, là để cái thể chị được ấm no, chị được đầy đủ hơn. Sau đó thì em sẽ gửi chị đi về chùa núi với chị tu hành đạo. Tại vì em đến đây thì em đánh mà xin cái xác lệnh của bề trên để giúp đỡ và đưa cho các phong linh em gặp được đi về chùa núi tu hiền tu lành. Thứ nhất là mình về đó là mình tu nè, mình sẽ được quý sư thầy ở chùa núi nè cúng ký hàng ngày cho chị dùng để chị về đói đỡ cái đói khát, tạo lạnh lẽo nó. Rồi về đó mình sẽ được bề trên nè giảng đạo Phật pháp nè, cho chị nghe kinh niệm Phật đọc chú để mình giảm bớt cái oan nghiệp của mình, giảm bớt cái uất hận của mình, giảm bớt cái nghiệp của mình, để cho chị được nhẹ cái lòng, cái tâm chị tịnh hơn, để sau này mình có thể là mình sống, mình được thay chuyển kiếp, mình được cuộc sống thoải mái hơn. Chứ bây giờ chị thấy rồi đó, chị lang thang cõi ta bà này thì đói khát lạnh lẽo, thì hiện tại căn nhà này đáng lẽ chị không nên vào đây. Thì nếu như giờ chị vào đây thì có người đang sống trong nhà này thì chị lại hại người ta. Tại vì cái luồng âm khí của chị rất là cao, chị đến đây chị giống ngủ thì buộc lòng cái luồng dương khí sẽ thấp lại đó. Rồi vợ chồng hay là con cái ông bà người ta sẽ bị bệnh nè, hoặc là xảy ra nhiều cái chuyện đó. Do là hiện tại căn nhà này không có ai ở, cho nên chị mới vào đây chú ngủ được phần nữa. Phần nữa là do là em muốn để căn nhà kho này để giúp các hung linh. Chính vì vấn đề đó thì em khuyên chị là chị nên buông bỏ tất cả những hận thù, những cái tạp niệm để mà chấp nhận đưa về chùa về núi nha. Tại vì mình nên về đó, mình nên tu học để mình còn sớm đắc đạo. Chị thấy sao? Thì do cuộc sống của tôi lúc trước, thật sự lúc đầu thì vợ chồng cưới nhau tưởng đâu sống vui vẻ, hạnh phúc dữ lắm. Nhưng mà không may á, thời gian á, thì chồng của em la cà vào cờ bạc rồi cá độ rồi này kia, rồi không may về lời qua tiếng lại, rồi anh đã nở ra tay với em như vậy. Thì thôi, ngày hôm nay á, gặp được anh cũng nói và chỉ dẫn con đường cho em á. Thì thật sự á, từ lúc em mất tới giờ, em lang thang chất dưỡng ở ngoài đường, mưa gió, sấm chớp lạnh lẽo lắm. Em cũng hoảng sợ dữ lắm, rồi không có chỗ trú ngụ, chỗ ở nữa. Bởi vì em mới vô cái căn nhà này nè, thật sự với em cũng không có muốn vô đây để phá rối căn nhà này đâu. Thì thôi, ngày hôm nay
Anh nói như vậy rồi, em xin buông bỏ tất cả những uất hận, những chuyện buồn trước đây. Rồi nhờ anh giúp đỡ, đưa giùm em về chùa nha. Rồi, thì nếu như chị đã chấp nhận thì em sẽ đưa chị trong ngày hôm nay luôn. Để chị ngày mai mới được, chị sẽ tu tập ha. Dạ. Rồi, thì nếu như vậy thì giờ chị chấp tay lại, em sẽ chuyển Nam Mô A Di Đà Phật đi. Em sẽ đưa chị đi. Thì cũng chúc chị rằng về đó thì cố gắng tu tập thật tốt để mình sớm mới được đi đầu thai chuyển kiếp luân hồi để làm kiếp người mới nha. Dạ. Dạ, thì bây giờ chị chấp tay lại tìm sách chuyển Nam Mô A Di Đà Phật. Em sẽ mở luồng sáng, em đưa chị đi. Thì chị đi tới cổng chùa, chứ trình diện 2 ngày hộ pháp ấy, thì 2 ngày sẽ sắp xếp cho chị vào trong. Rồi bắt đầu ngày mai mình sẽ bắt đầu tu tập với chị. Rồi, em biết rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Như rồi cả nhà, thì ngày hôm nay thì do trời mưa thì cả nhà cũng biết rồi, cho nên là đường xá thì cũng không có thể giúp được, cho nên con cũng đã đến đây thì cũng gọi là có duyên với một linh nữ nha cả nhà. Thì vong linh của chị này thì chị nhìn theo tư cách của chị rất là hiền, do là chị có một người chồng cũng gọi là ham mê về cờ bạc, đá gà, đá banh đó. Thì chị đã xảy ra một chuyện là chị mất oan, thì chị mới lang thang của ta bà này. Thì do trời mưa gió thì cả nhà cũng biết rồi, ở ngoài đường ngoài xá thì những vong linh này đâu có chỗ trú ngụ, cho nên đã đổ về đây để mùa trú ngụ. Thì ngày hôm nay cũng là cái cơ duyên được gặp tụi con ở đây để có thể là còn để giúp đỡ đưa chị được đi về chùa núi để cho chị tu hiền tu lành, để sớm chị được đầu thai chuyển kiếp luân hồi để làm kiếp người mới. Thì con cũng cầu mong rằng chị về đó thì cố gắng tu học thật tốt để có thể sớm được đắc đạo để đầu thai chuyển kiếp cho cái nha. Dạ, thì có lẽ thì con cũng xin kết thúc cái video đây luôn, để con nhận việc các bạn đi về. Thì trời cũng đã tạnh mưa, thì con hy vọng rằng cả nhà xem clip thì có thể ủng hộ cho con xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh cũng như được chia sẻ, để gọi là tạo thêm động lực, tạo thêm tinh thần, sẵn tạo thêm một ít kinh phí để cho con có thể tiếp tục hoạt động kênh để mà mua bánh trái giúp đỡ ông Linh nha cả nhà. Dạ, thì cuối clip thì cho phép con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên người người thân của mình, đặc biệt có thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, thanh tâm lạc trong việc cuộc sống. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại các mình ở những clip tiếp theo.